Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum hiện đang phối hợp với cơ quan công an điều tra vụ người phụ nữ tố bị bạn trai bạo hành trên địa bàn huyện. Trước đó trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều bài viết đưa thông tin một vụ người phụ nữ ở địa phương này lên tiếng cầu cứu vì bị người đàn ông sống cùng như vợ chồng hành hung suốt 13 giờ sau trận đòn khắp người nạn nhân bầm tím. Qua xác minh của cơ quan công an, người phụ nữ trong bài viết được lan truyền trên mạng xã hội là chị NLTTT, sinh năm 1993, trú tại thị trấn Pleikon, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Con Tum. Chị T và anh TVD sinh năm 1984, trú tại thị trấn Pleikon, huyện Ngọc Hồi, chưa đăng ký kết hôn nhưng sống chung như vợ chồng. Hai người có với nhau một con gái 7 tuổi. Vào ngày 23 tháng 10, chị T đi ăn uống cùng đồng nghiệp. Khi trở về nhà, anh D tỏ ra ghen tuông rồi bạo hành chị. Từ 0 giờ đến 13 giờ ngày 24 tháng 10, Chị liên tục bị đê, dùng tay, cán dao, thắt lưng để đánh đập. Trong hơn nửa ngày chịu đòn roi, chị Tê bị tịch thu điện thoại, nhà không được ăn uống. Do cửa nhà bị đóng kín nên nạn nhân không thể chạy ra ngoài. Đến 15 giờ cùng ngày, lợi dụng sơ hở, chị Tê lấy được điện thoại, gọi điện nhờ bản thân báo công an. Sau khoảng 30 phút, lực lượng công an đến nhà giải cứu nạn nhân. Nạn nhân hiện được điều trị tại Bệnh viện 211, tỉnh Gia Lai, theo chẩn đoán ban đầu của Bệnh viện chia tê bị tổn thương sọ so não kính, nhập lồng ngực do bị đánh, có các dấu hiệu cao cấu, phù nề phần mềm dùng cổ, hai bên tay và mặt, có triệu chứng đau đầu. Hiện công an địa phương đã vào cuộc điều tra xử lý vụ bạo hành này.